Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Hà Hiền và các bạn đang xem video này trên Forum Barber TV. Anh bình tĩnh đi, anh bình tĩnh đi. Em thấy anh mất bình tĩnh lắm rồi đó. Cái này giống như cái bệnh viện tâm thần chứ, cái tattoo expo luôn mẹ. Ngày hôm nay mình sẽ làm host một cái chương trình các bạn, Sài Gòn Tattoo Expo. Rất là hồi hộp tại vì ở đây hiện tại bây giờ chắc cũng phải cả ngàn người rồi. Rất là kinh khủng. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ thích cái hành trình ngày hôm nay của mình. Thì hôm nay là một cái vlog phải nói là khá là nó có cái thế giới này ở trên đời này các bạn. Ok, let's do it. Thay đổi á, làm gì rồi? À, làm với bên tổ quả thì vẫn là gia nhập tổ quả à? Yeah, Black má vị đồ má, anh Black ca đồ má câu vô rồi đúng không? À thôi. Ok thì bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi một vòng. Ở đây nhạc thì nó hơi lớn, cho nên là mình sẽ cầm cái mic này nha. Để mình dắt các bạn đi coi vòng thử coi là ở đây nó có cái gì nha. Ở đây mấy chị em gái đẹp quá. Vô đây coi xăm. Ok, đây là chúng ta sẽ coi xăm thiệt luôn, xăm tại chỗ luôn. Mà đây là full ngực nha các bạn, này full ngực là nó sẽ kinh khủng cỡ nào. Cái này là hai người làm một mình, một cái style rất là châu Á. Cái chỗ đó rất là đau luôn á. Bước lớn này là 2.2 triệu, cái này bước nhỏ là 1.1 triệu mà. What's up nhà bé? Sao bạn? Bé còn đã không? Đã vỡ lồn nè. Bé xăm đã không? Đã vỡ lồn. Bé nhà bé xăm đau lắm. Đây cũng là một trong những giám khảo của Sài Gòn Tattoo Expo các bạn. Where from? I'm from California, but I used to live in Singapore, and now I live in District 4 for 1.5 years. I live here now. Okay. In Vietnam. Yeah, I love it. Oh, okay. We've been friends for like 4 years, me and him, from Singapore. So these two are best friends. Yeah. So he introduced me to him when I moved to Vietnam. Friend from my end. Yeah, yeah. Good to see you, bro. Good to see you. Good to see you. Thank you. Okay, mình đi chơi tiếp thôi. Dường như là 99% là tất cả những người ở đây đều có hình xăm hết. Và đúng là đây là một cái lễ hội về xăm mà mình cảm thấy là đây là rất là clean. Tất cả mọi cái luôn rất là sạch, rất là đẹp. Và tất cả artist ở đây cũng đều là những người mà phải nói là rất là nổi tiếng. Không phải chỉ ở Việt Nam nha các bạn, mà nó là worldwide luôn. Nó rất là nhiều nơi trên thế giới luôn về đây, hội tụ về đây ở Sài Gòn mình. Ok, let's go. Là cái hình này là năm sau thi hả Thành? Cái hình năm nay đi luôn. Mai đi kịp không? Kịp không? Kịp không? Quá khủng khiếp. Lê Dương Thành nha các bạn. Đây mới khủng nè, đây mới khủng nè. Các bạn nữ này mới khủng nè. Quá lì. Đẩy mày mới uống. Ờ. Sao cảm giác sao? Cảm giác sao? Cũng đau chứ. Đau không? Đau chứ, nhưng mà phải giữ uy tín với sư phụ là mình chịu được. Uy tín à, tại lỡ hứa rồi, lỡ hứa với sư phụ rồi, cho nên là nó nói là phải giữ uy tín với sư phụ là phải chịu được. Đồ má, nghĩa khí quá. Muốn đóng phim giang hồ nha anh mời. À, cái đội này của Phương Róc các bạn, đội của Phương Róc vô chào người anh cái. Hello người anh. Sao năm nay anh Phương có thi không? Thi. À năm nay học trò thi hả? Đúng rồi, già rồi. Phải để cho người khác thi đi. Chứ lấy giải hoài thi. Lôi cung rồi. Thi mà lấy giải hoài à. Các bạn nhìn anh này thấy quen không các bạn? Hello cả nhà. Mệt áo rồi. Đẹp á anh, áo đẹp á. Áo này làm đẹp. Chưa, không em ăn rồi. Ừ được á, cho cái đi. Bự đi. Ờ được tặng áo, được tặng áo, được anh Phương. Được anh Phương tặng áo. Ok, có cái áo là tặng, thank you anh Phương. Rắn luôn đó, rắn. Thank you anh, trời ơi, áo đẹp quá trời.
để đi kiếm gì mua lại coi. Đây, đây là thầy Việt. Thầy Việt rồi các bạn. Anh em ruột, hai anh em ruột. Đó, anh em ruột. Thầy Việt. Cùng cha khác ông nội nhá. Xăm là khỏi nói rồi. Các bạn có thể search Facebook Lâm Việt á, các bạn coi má xăm khủng khiếp lắm. Hợp lý không? Ê, em đi quay vlog cái nha. Ồ, ở đây nhiều đồ chơi quá. Ồ, có hình con dế nữa nè. Tướng của Việt Nam. Ủa sao nhìn mà không giống à? Ờ, thấy đúng rồi, nó tụi em mới làm đây nè. À, là tụi em làm luôn. Em làm hết. Con này là làm mặt Việt Nam nè anh, bộ hộ pháp, còn lưu giữ hai bức tượng hộ pháp anh, là dựa theo bức tượng đó làm. Cái này là anh tự làm hết luôn, tất cả mọi thứ ở đây luôn, chứ không phải là nhập Trung Quốc nha. Các bạn coi giá nè, giá rất ok. Rồi, Khang Samurai. À, chắc là cho cái cạc hay là cái số điện thoại gì đó đi ha. Một cái game rất là thú vị, mà mình nghĩ là mình sắp tới mình cũng sẽ sở hữu một thứ giống giống vậy. Không, mà nhìn vui lắm, nghĩa là tại sao lại trưng mấy cái này á. Nhưng mà thật sự ra là khi mà đứng ở ngoài nhìn á, có cảm xúc lắm các bạn. Có cảm thấy hứng thú với mấy cái này lắm. Ok, cảm ơn Khang. Thank you Khang, quá giỏi. Quá đỉnh luôn. Ồ, đây Quang Phạm. Một người anh ruột của mình từ ngoài Hà Nội bay vô đây. Các bạn search Facebook Quang Phạm đi, các bạn sẽ thấy được cái con quái vật này xăm như thế nào. Rất kinh khủng luôn. Chơi mà xăm chơi thôi đó, xăm chơi thôi mà xăm cỡ đó rồi đó. Ok, cảm ơn Quang. Đây là gia tộc Horigen các bạn, gia tộc Hori. Đây là Horishin. Khủng khiếp không, khủng khiếp không? À, ok ok. Còn đây là Lê Nam Tattoo Supply các bạn. Đây là ông chủ Lê Nam, một đại gia rất là khét tiếng ở ở Hà Thành. Sao ạ? Hello Nam. Vâng, vừa rồi là những cái lời hoàn toàn không phải sự thật đến từ siêu MC nổi tiếng Hiền Hồ, Hà Hiền. Thì cái anh này nè, ảnh có một cái hay, đó chính là ảnh ảnh làm lại và ảnh làm ghê hơn nữa những cái đồ mà ở nước ngoài nhập về, mà về tay ảnh á, ảnh về Việt Nam á thì ảnh làm nó up cái level của nó lên, up cái level của nó lên, nghĩa là ảnh làm ra một cái dòng sản phẩm luôn riêng của Lê Nam Tattoo Supply luôn. Nhưng mà vì là ảnh là người Việt Nam cho nên là cái giá của ảnh bán rất là rẻ. Đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình muốn lấy mấy cái này để mà mình in áo đó các bạn. Xin áo đi anh. Dạ, áo đẹp á, áo đẹp á. Cái này là nhiêu một cái? 500 ngàn một chiếc rồi tặng kèm. 500 ngàn một chiếc. Vậy chắc lấy anh cái L đi. Chêu à, anh tặng. À, khủng quá. Đây, không. Anh có tiền mà mày. Ok, thank you. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn em. Nhiều gái quá. Nè cô gái nè. À cái tiệm này điên lắm nè, cái tiệm này điên lắm. Cái tiệm này là cái tiệm crazy. Tiệm này điên lắm. Cái tiệm này là tập hợp những cái người rất là trẻ và rất là quái. Đó thì mới vô cái tiệm này làm. Và khi mà họ vô rồi á thì họ được làm đủ thứ. Họ được làm đủ thứ, cái mà họ muốn, cái mà họ nghĩ ra thì họ sẽ làm tất cả mọi cái ở trong cái tiệm này. Trẻ mà. Ồ, người Thái hả? Vô. Sao mặc cái áo này? Thiệt hả? Người Thái hả? Trời ơi. Mặc đồ
Học sinh Thái các bạn, này học sinh Thái nhưng mà biết nói tiếng Việt. Sawadika. Ok, buôn sao bài đi, Michael. Sawadika, Sanaka. Ok, buôn sao bài đi. Anh nói gì rồi, em nói lại. Anh hỏi là em khỏe không? Em khỏe, anh phải thank you. Ok. Coi. Ok, mình sẽ lấy hai bước này nha các bạn. À, quá đẹp em ơi, quá đẹp. Bình cao tattoo nha các bạn, bình cao. Nè các bạn có thể coi là cái này ảnh freehand hết. Bạn này rất là trẻ. Ủa em sinh năm nhiêu vậy? Dạ em sinh năm 2001. Trời. Em là bình cao luôn hả? Ồ sinh năm 2001. What the. Má tài không đợi tuổi luôn các bạn. Đây đi coi này, đi coi này vui. Cái này là cái gì? Joy B tattoo. What's up bro? Long time no see. Em lần đầu tiên gặp anh. Ôi dạ. Này là mình ở đâu ta? Em ở Hà Nội nhưng mà bây giờ em vào Sài Gòn ở. À, vào Sài Gòn ở rồi. Làm cho Jobitas Sài Gòn. À, Jobitas hả? Dạ. Cái này là mình mới làm. Vâng, cái này là em thực hiện. Cái đầu con dơ vậy hả? Chính xác anh nhìn ra đúng không? Đúng rồi, nhìn ra là thành công rồi đó. Dạ. Má chứ anh xăm cái hình con gấu mà em tưởng cọp hết trơn. Vâng. Ok, quá đẹp trai luôn. Thank you. Khủng khiếp cái chân. How many times for many times? Many times. I do it with COVID lockdown in Thailand. Oh, COVID lockdown in Thailand, you will make it. Nghĩa là lúc mà lockdown ở Thái Lan là ảnh xăm luôn. Hello, where from? Taiwan. Ok, đến này ở Đài Loan nha các bạn. First time you come to Vietnam, right? Yeah, first time. Oh. Ok, 1 million in Vietnam đồng. It's a good price, right? Mua một cái khăn các bạn. Cái khăn đến từ Đài Loan đồ á, nó chỉ giá 1 triệu. Mà nó không chịu discount cho mình luôn. Má. Ok, thank you bro. Good to see you. Okay, thank you. Yeah. Where from? Singapore, ok. Singapore nó mới dụ mình mua này 200 ngàn. Đù, có điện thoại. Alo, đây nè. Rồi, bị kêu lên rồi các bạn ơi. Mọi người ơi! Chúc mừng quý vị và các bạn đã đến với Xoay Ngược Cách Tông Anh Mộ. Ok, mình là Hà Hùng và đây là Đăng Thọ. Sẽ là hot của chương trình ngắm nơi tay cho người đã đứng ra tổ chức chương trình Sài Gòn Tattoo Expo. Một trận bóng bay cho anh Đen Minh Quỳnh đúng không ạ? Ở trong này chắc tê lắm ha. Oh. Đam mê à? Ok, quá đỉnh luôn. Cái này nhìn mắt thường là nhìn hoa mắt luôn ở cái chỗ này nè. Đùi má nó đồng dễ nhất. Đồng dễ nhất thì tiếp tục. Biết rồi, nhưng mà nếu như mà vậy là ba thằng đó là phải là một nhất nhì ba luôn á. Đúng rồi, là ba thằng đó. Đúng không? Đúng rồi. Đùi má, khó thế. Ok, xin được mời thí sinh số 6, thí sinh số 10, 13, 20 và 30. Chúng ta bước vào cuộc thi rồi. Giỡn ra, ai cũng giỡn tay đâu.
cái diện mà đứng dáng cho nó đẹp đồ này nọ kia cũng là một phần để mà chiến thắng nha các bạn. Nếu mà ai không biết đứng dáng như thế nào thì mình có mở một cái khóa đó trên online, các bạn có thể lên đăng ký. Nó giỡn anh, nó giỡn. Anh bình tĩnh đi, anh bình tĩnh đi. Em thấy anh mất bình tĩnh lắm rồi đó. Trời, không cần giới thiệu đâu, anh bước lên là ai chả biết luôn. Má mệt quá. Vâng, xin mời anh Long Mộng Gà. Đúng. Thì Phương Sài Gòn Inc tặng có chữ ký của sư phụ Jet Gen, một người có tầm ảnh hưởng mà nói là khủng khiếp trong giới sâm, rất là đặc biệt. Cảm ơn chị Phương. Chiều giờ hồi nãy đi mới có một vòng mà chắc tốn hơn 2 triệu rồi. Ok. Vậy không? Tại vì sẽ có ít nhất là 60 thí sinh thi lần các bạn, rất lâu. Tất cả các bài giám khảo của chúng ta sẽ cầm tất cả là tới 5 phiếu lận. Cho nên là cái cơ hội để mà chiến thắng nó sẽ nhiều hơn. Một trăm pháo tay được không ạ? Và cũng giảm được rủi ro là chúng tôi phải chấm lại nhiều lần. Ok, và như vậy là phần thi Best of Day đã bắt đầu. À, đây là một mô tả là một người nông dân đang cuốn cần. À không phải hả? Tại thấy hai cái tay đang làm gì á, người giống cuốn ron ron. À chúa cái chút à, ok. Rồi xin lỗi mọi người, xin lỗi làm ghê vậy. À, người nắm giữ cái chìa khóa sâu bên trong tâm hồn của một đứa trẻ con. Trời, má xong cái hình khó vậy xong à. Ok, rất là đỉnh, để mà tưởng tượng ra được á là cũng là hay lắm. Để là để tưởng tượng ra, để mà vẽ ra, xong rồi để mà xăm luôn á là mới là cái đỉnh. Cái đó cái này giống như cái bệnh viện tâm thần chứ, cái tattoo expo con mẹ gì. Về cơ bản thì cũng khá là thành công. Nhưng mà mình thì mình làm tốt ở cái khu vực này thôi. Mình không thể nào mà mình bao sao hết được, vừa online vừa ở đây được. Nó sẽ rất là chán. Nhưng mà ở đây vui là được. Các bạn ở đây rất là vui. Khi mà mình nói chuyện cũng giống như là khi mà mình đấy. Nhưng mà thôi đừng nói nữa, má giờ nói đéo nổi nữa không ạ. Nói tiện cái bị nó bị mất những cái chữ kỳ quá.